Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi Bất Động Sản Tiềm Năng. Thưa quý vị, luật đất đai sửa đổi được Quốc hội thông qua quy định chi tiết về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Các hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất không có giấy tờ nhưng không vi phạm pháp luật về đất đai, không thuộc trường hợp đất được giao không đúng thẩm quyền trước ngày 1 tháng 7 năm 2014 sẽ được xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cụ thể, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất ổn định mà không có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 137 của luật, không thuộc trường hợp quy định tại Điều 139 và Điều 140 của bộ luật này. Cụ thể là 9 trường hợp sau. Thứ nhất, hộ gia đình cá nhân sử dụng đất trước ngày 18 tháng 12 năm 1980, nay được Ủy ban Nhân dân cấp xã, nơi có đất xác nhận không có tranh chấp, thì được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Thứ hai, hộ gia đình cá nhân sử dụng đất từ ngày 18 tháng 12 năm 1980 đến trước ngày 15 tháng 10 năm 1993, được Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận không có tranh chấp, thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Thứ ba, hộ gia đình cá nhân sử dụng đất từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 1 tháng 7 năm 2014, nay được Ủy ban Nhân dân cấp xã, nơi có đất xác nhận là không có tranh chấp, thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Thứ tư, trường hợp thửa đất có nhiều hộ gia đình cá nhân sử dụng chung, thì hạn mức đất ở quy định tại các khoản 1, 2 và 3. Điều này được tính bằng tổng hạn mức đất ở của các hộ gia đình cá nhân đó. Trường hợp một hộ gia đình cá nhân sử dụng nhiều thửa đất, có nhà ở, được Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi có đất, xác nhận đã sử dụng đất ổn định từ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993, thì hạn mức đất ở được xác định theo quy định đối với từng thửa đất đó. Thứ năm, hộ gia đình cá nhân thuộc đối tượng được giao đất nông nghiệp theo quy định tại khoản 1 điều 118 của luật này đã sử dụng đất ở đất phi nông nghiệp trước ngày 1 tháng 7 năm 2014 mà không có các giấy tờ quy định tại điều 137 của luật này, có đăng ký thường trú tại địa phương thuộc vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, nay được Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận không có tranh chấp, thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất. Diện tích đất được xác định khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, thực hiện theo quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4. Thứ 6, hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất ổn định và mục đích thuộc nhóm đất nông nghiệp, nay được Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi có đất, xác nhận không có tranh chấp, thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng. Đất đối với diện tích đất đang sử dụng nhưng không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp cho cá nhân quy định tại điều 176 của luật này. Thời hạn sử dụng đất tính từ ngày được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với diện tích đất nông nghiệp. Còn lại nếu có phải chuyển sang thuê đất của nhà nước. Thứ bảy, việc áp dụng quy định về hạn mức đất ở của địa phương được xác định diện tích đất ở trong các trường hợp quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4. Điều này được thực hiện theo quy định tại thời điểm người sử dụng đất nộp hồ sơ để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Thứ 8, hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất trong các trường hợp quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 6. Điều này mà không đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, thì được tạm thời sử dụng đất theo hiện trạng cho đến khi nhà nước thu hồi đất và phải kê khai đăng ký đất đai theo quy định. Thứ 9, nhà nước có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho các trường hợp đã đăng ký và đủ điều kiện quy định tại điều này. Như vậy thì những thông tin mới nhất về quy định sửa đổi luật đất đai sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật tại các chương trình tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!